Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào anh hai, anh hai. A Di Đà Phật. Quê anh hai ở đâu? Chào anh Năm. Quê anh ở đâu? Quê ở thành phố Hồng Ngự anh ơi. Dạ, thì bây giờ những lời của Phật nói thì bước vào nồng cái năm mèo này thì nó rất là đau khổ cả nhân loại chúng sanh từ ở ngoài nước ngoài tới nước Việt Nam chúng ta đó, là từ năm Tý tới giờ đó, theo như anh nghĩ sao, anh nói cho anh em đồng đạo huynh đệ nghe coi. Từ năm Tý mà bệnh dịch mà kéo về á, thì bệnh dịch kéo dài á, cái đó là một cái vấn đề của thiên định anh. Dạ, dạ, cảm ơn anh. Dạ, cái đó của thiên định mà nhưng á, cái thiên định đó là thầy tổ trước đây những ngày á, trước đây á, tiên tri để mình học hỏi hoặc kinh sách để lại cho mình học. Dạ. Nhưng mình cũng coi theo đó, mình cũng noi theo đó rồi để nghe và thấy là như mấy cái câu là xong tiền mỹ thận bất cầu đó, hồi đó mấy ông nói là 100 năm về trước, tại sao thầy tổ mình nói trong sách có sự thật, trong kinh giảng có sự thật của Phật thầy, Đức thầy để lại cho mình là xong tiền mỹ thận bất cầu, núi cấm quá lầu lộ vẻ gần đây. Ông nói cái câu đó. Thì bây giờ chưa thấy lộ vẻ mà nhưng lộ những cái thiên cơ, những cái vấn đề động đất, sập cồn, sập bãi như cái cồn ở Vĩnh Long kỳ rồi đó. Cái cồn cũng mấy trăm công đất, nó mất tiêu, ở trần nhà cũng mất luôn. Có không? Có sự thật. Ở Vĩnh Long á, ở Vĩnh Long mới đây. Có hết trơn à. Sập mới đây, có luôn. Rồi động đất, Nhật Bản. Đó, hai lần ở Nhật Bản rồi đó. Lần này lần thứ hai Nhật Bản là lớn không á, thấy không? Hai lần lớn ở Nhật Bản. Đó, bây giờ mới đây cũng là bây giờ chưa có ổn định được nè. Đó, mình thấy cũng tội. Tội mình thương các nước, nước nào mình cũng không muốn vậy hết. Mà những cái chuyện thiên cơ định rồi phải chịu à. Cũng như kinh giảng ông nói đó. Ông nói, năm kỷ mão gì thời cơ đã đến. Trong sách nha, chỗ của thầy nha. Lý Thiên Đình hoạch định, Lý Thiên Đình hoạch định, hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn lan. Có không? Thảm họa khắp tràn lan, các nước. Thì bây giờ nó lộ ra đó. Hả? Bây giờ nó lộ ra đó. Có, rồi. Cậu nói câu nữa. Ta đây không thể đem phép quậy linh. Trong sách à. Ta không thể đem phép quậy linh cứu an tai họa do loài người tàn bạo gây ra thì bắt đầu sẽ đến. Sẽ đến. Bây giờ mình ráng ăn hiền ở lành, ráng niệm Phật đi. Đó, chỉ có cách đó thôi là mau dứt à. Chứ không có với hiếu nghĩa chư tiên anh. Hiếu nghĩa chư tiên là ví dụ hằng ngày nè, mình hiếu nghĩa với cha mẹ nè. Bưng cơm hầu nước cho cha mẹ là lúc sanh thành dưỡng dục mình chưa có đáp đền thì bây giờ mình đáp đền sớm sớm đi. Rồi động viên những người chữ thề, anh em đồ uống cà phê chung cũng động viên rồi thôi. Bây giờ mấy ông chữ thề tôi A Di Đà Phật thử có ai lời ai lỗ. Cái mấy ông sửa lại từ từ đây, anh em tôi uống cà phê bữa nào tôi cũng nói mấy ông bữa nay cũng hiền rồi. Rượu, uống rượu bữa nay bỏ luôn rồi đó. Tôi động viên mấy ông. Tôi động viên tôi nói không uống rượu không có lợi ích gì chân á. Để tĩnh tâm, để mà niệm Phật. Còn mấy ông uống rượu vô xỉn làm sao niệm Phật, thấy không? Uống rượu vô xỉn đâu có còn cái tâm trí nào nữa để niệm Phật. Thầy tổ nói mình chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ cứu mình. Thầy tổ để trong kinh sách mình không chịu học, mình cứ quên cái đó hoài, mình lo tranh đấu hoài, tranh đấu làm chi, bây giờ làm thì làm. Không phải làm biếng lười, làm vẫn làm, nhưng niệm Phật là niệm hàng ngày. Không quên chữ lục tự mà. Đi có khi mình bệnh hoạn, có khi mình giảm nữa anh. Tôi nè, tôi nói thiệt với anh ha. Ai tin không tin, tôi 14, 15, 29, 30 là tôi ở từ tổ đình đó, tôi uống mấy cái ly nước mà cúng ở trên đó anh, để mười mấy ly đó. Cái ông mà ông đứng tại chỗ tổ đình đó mà
ông dân nước ông để nước cúng giấy đó, cái đó mình giấy phần thiêng liêng vô tâm linh, phải không? Đó. Tôi lần nào tôi xuống uống hết trơn anh ơi, 14 dặm với 29-30 tôi xuống tôi thỉnh tôi uống, con người nó phấn chấn khỏe khoắn đó, với mình giấy cho ba già ba tánh ráng niệm Phật để mà coi đời, phải không? Nói vậy đó. Chứ bây giờ không có cách nào nữa hết anh ơi. Bây giờ tôi tin lắm, tôi nói thầy Thanh ấy, tôi tin hả, thầy tổ dữ lắm. Bởi vì hồi đó đức thầy ổng uống nước hết thích mà ổng còn quá già, nước lạnh được mà uống được khỏe mà. Cũng như mình bây giờ mình tưởng mình chống ổng đi, mình tưởng mình chống theo thầy đi, cũng như mình tưởng mình niệm Phật mình giái thì mình uống là khỏe à, linh bất linh tại ngã mà anh, phải không? Dạ rồi, theo như tôi, bây giờ tôi, những tôi là linh à. Anh ơi, là linh à. Dạ. Theo lời thầy ghi trong đoạn thi văn giáo lý nè, để tôi đặt cho anh hai nghe thử coi, rồi thôi anh hai nghĩ cái năm thìn này có vụ gì không? Dạ. Mùng một năm nay gõ thiệt thìn, hẹn cùng non nước dẫn đinh đinh, cố chí tấm lòng gìn đạo đức, mặt tình bá tánh chẳng thành tinh. Là theo như anh hai nghĩ mùng một năm nay gõ thiệt thìn là có phải năm thìn này không anh? Đúng rồi, bởi vì nằm ở trong cái dòng mà cũng cái cuốn bên Kim Cổ rồi đó, tôi có đọc thần tị cái bị mất quay đó anh à. Đó, thành ra tôi kết hợp giống, giống đó. Vậy là nó trùng khớp đó đúng không? Trùng khớp đó, tôi kết qua là hình như là trùng luôn á. Tôi có coi mấy cái cuốn Kim Cổ nữa đó anh à. Em có kỳ quan á. Tình thị cái bị mất quay là đúng rồi đó. Rồi bây giờ còn thêm thêm cái đoạn nào kế nữa đó. Đâu anh đọc coi. Tình thị cái bị mất quay, rồi cái quần không đáy đố ai ở chuồng. Đó là thay đổi coi chừng á, thay đổi ông Nam Hải Quan Âm lấy thịnh bình, cầm nhành dương liễu gãi tà tinh, quyết lòng nộ tặng trong sanh chúng, ai ghét ai ưa cũng mặc tình. Xưng sang nha. Xưng sang. Ảm đạm ấm dương lời nhưng qua Tết xưng sang là qua Tết thân duyên thân ngày xưng sang ảm đạm ánh dương mờ thời quyết một lòng tặng bỏ ngơ có sông có núi cùng cây cỏ độ tặng chúng sanh khỏi dại khờ rồi lòng ta gặp cảnh rối thợ dò gan ruột phẻo phổi phèo một bụng to lo hoài lo mãi sao chẳng thiết tiên cảnh chúa tôi dặn hẹn hò hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới khỏi bi ai trung ương tam khỏi điều hòa mặt ta mới thảnh thơi chở gót hài muốn chở phải làm sao đạo đức thâm sâu hãy bước vào sớm chiều lo liệu rèn tâm trí niệm tưởng Phật trời họ ước ao nó anh thấy không? Đúng. Thì bây giờ nó trùng khớp hết trơn cái giờ 30 nha. 30 mùng 1 á, còn ông cụ Trạng nói ai ơi đừng đúng nói tôi khùng. Ông cụ Trạng á, ông nói ai ơi đừng nói tôi khùng. 30 tháng chạp dở mùng ngủ vô. Tháng giêng mắm muối mặn khô. Tháng tư chú Sáu cứ cô về chùa. Đó, bây giờ nó trùng khớp cái đêm 30 nó trùng khớp vào cái đêm 30 của thầy nói trong thi văn giáo lý nè ông cậu cụ Tân Trình với của thầy nè cái mà dở mùng mũi vô đó là cái cô Bất Kỳ á, cô đó nói là nói vô cái câu đó nữa đó. Đúng rồi, cậu nói 30 tháng chạp dở mùng mũi vô là tôi coi cái clip của cô đó mà sau tôi hẹp hỏng gặp cô đó nữa. Tôi thấy cô đó là người cũng tâm linh đó, tâm linh rõ ràng. Mà ai không tin, tôi tin cô đó. Dạ, người ta báo trước. Dạ, đây nè. Hả? Anh hai nghe tôi đọc nè, cái đêm 30 trong cái cuốn thi văn giáo lý của thầy nói nè. Dạ. Đêm nay mới cũ hiệp hai đàn. Yeah. Sinh nhật lễ này tại thế gian
mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn, đông hạ xuyên sang khắp địa hoàng. Bóng trăng vắng mặt, tối tối hoài, hiệp giờ, hai giờ hiệp... hai giờ hiệp mặt, hai giờ hai, một đêm mới cũ cùng nhau gặp, thức cảnh, tiêu văn nhã một bài. Thờ mẹo với thần nó giáp ngay cái lằn giáp đó đó. Nó giáp giới của mèo á, mèo với thần đó, giáp giới. Dạ. À, nó ngay đó là cái giáp giới đó là cái nãy giờ là cái đại ý, cái đại ý, ý nghĩa của những cái câu văn đó là toàn là giáp giới của mèo với thần đó. Nè. Không chạy khỏi. Nè anh hai nghe tôi kỹ đoạn này nè, cái này mới rõ hơn nữa nè. Nha, anh hai nghe rõ hơn. Màn ba khởi sự trần gian hỡi, thảm họa từ đây đến năm thành. Thiên long ơi hỡi mười phương xứ, náo nức tung bay khắp thế trần. Nay ta ấn bút năm thành họa. Ấn chỉ liền năm ngay quả. Việc bắt đầu, thấy chưa? Năm thịnh quả là cái quả ngay năm thịnh đó, quả bay quả gửi, tay bay quả gửi đó, mà ngay đó là chiến tranh lên thôi. Cái quả lớn lắm đó. Dạ. Quả lớn. Chết lắm chiến tranh đó. Chiến tranh bây giờ đánh hầm hầm rồi, các nước đó, ngoài đó. Nè, còn thêm một đoạn này nè, anh nghe tôi kỹ nè, anh hai. Dạ. Chúng sanh thế giới lần lượt bước, tử địa năm châu thay chất chồng. Ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm thành. Đó, thấy chưa? Ấn chỉ liền ngay đúng năm thành, cái câu đó nó gắt, gắt. Gắt là gắt luôn, thấy không? Ngay luôn, thấy không? Gắt luôn rồi. Kết luận, cái câu đó là câu kết luận đó. Kết luận luôn mà rất là rõ luôn, phải không? Đúng rồi, kết luận rõ ràng. Rồi, màn ba khởi sự ra tay chị, ủ sự phần căn đã đến giờ, thấy chưa? Đã đến giờ đó, nó để lần nào khỏi đâu. Bấy lâu nay ẩn đại cơ trời, chờ lệnh chỉ mới ra tay cứu, anh thấy chưa? Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, ông đó nè, nay tận diệt lập đời trở lại đó là bây giờ là ổng chiến tranh đó, mới chiến tranh mới có lập đó. Mà điều giấy cho hòa bình, mình đã nguyện cho hòa bình hết anh ơi, mình cũng nguyện vậy đó. Mình xin đâu có được anh ơi, có chết hết. Xin đâu có được, ta thì dừng nguyện, ta dừng nguyện. Tay chờ đợi lệnh thiên đức đó, 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 đúng. Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng bây giờ á, em nói anh ơi, thấy thằng mở ra coi thời sự ngoài đây nè, thấy rồi. Nhóc luôn hết trơn, thấy không? Dạ. Cái đó là thầy mình nói nè, anh ơi, mặt mặt nước biển lô nhô lặn ngập, chim đua bay, cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước đục sôi, bầu trái đất một phen lưng chuyển, ta là kẻ tu hành thiện kiến, xét thế trần lựng biển đâu điều, chớ đâu bài trò chuyện chớ chiêu, để đưa cái người mê trở lại. Dạ, rồi tới màn tới lớp hết trơn, câu nào cũng ngôn, đúng, đúng rồi, Phật nói là có lý có nghĩa đàng hoàng mà. Dạ, Phật nói mà đâu có sai. Phải gọi là thi văn giáo lý mà, Phật trời nói chẳng sai lại. Long Hoa là hội Phật trời lập ra, lập rồi cái hội Long Hoa. Đặng coi hiền đức mà được là bao nhiêu, gian tà hồn sát rồi cũng tiêu gì. Đó, bây giờ nhà nước mình đó, lọc đó, anh ơi. Nhà nước mình lọc, có em coi thời sự đây nè, tôi coi thật. Mình coi thời sự đêm nào trong đạo này cũng vậy. Cũng phải tu, phải biết cách như đương biết đát. Phải không? Tu mà không biết cách rồi... Tôi đi làm đạo tôi cũng thấy cũng nản quá anh ơi. Có nhiều khi sân si rồi thua rồi tự xưng mình đã ăn chay trường mấy chục năm nữa, tôi thấy buồn bã. Người nói lành, người nói gì á, sân quá lại nói gì lớn tiếng đó, mình đi chỗ khác mình trốn cái rồi xong làm bộ mình đi chỗ khác.
Gì đó. Thì bởi vì ai muốn Còn trầm phiên đạo, con cháu mình. phiên là phiên hết. Ai muốn trầm Phiên đạo con cả cháu câu mình thì sâu. gì đó, trong trong nhà. Ai muốn trầm đạo cả câu sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ, mau trở lại. Đúng rồi. Mình đang khuyên con cháu chiến tranh nữa. Tùm lum mình thấy xe mà ngập nước rồi, rồi dâng lên rồi sóng thần động đất thì thấy hết tham gì anh ơi. Chỉ có một cái thôi, nhịn anh nhục hết đi. Ai làm gì làm. Thì đó, cuộc ấu đả Đi chỗ trên khác. không dưới nước mà. Lửa đầy trời, đá nổ tung bay, các cù sa phủ túa mịt mù, trời đất động đua nhau sụp đổ mà. Đó, Ổ ông dò vậy đó. bỏ tổ bay đi, cả thế gian đầy Vậy đó. dẫy thây thi. Nói chuyện thảm đó đến cùng một lúc mà. Hố lấp rồi luôn cả Biển Đông luôn. Người ta chết mà lấp Biển Đông luôn. Thì bây giờ á, Tiêu Quynh nói với lại á, ai muốn trầm đạo cả câu sâu thì hãy dẹp tánh tình ích kỷ đó, mau trở lại đừng theo tà quỷ, tham sân si đó chớ để trong lòng, phải giữ lòng cho đó được sạch trong thì mới thoát khỏi trong vòng bệnh khổ. Vậy đó. việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ là tà dâm đứng trước, là vậy. Đi ra nghỉ, thầy nói hết trơn, Đây chỉ nè. dạy cho mình hết. Nè anh lặng tâm đi rồi anh nghe tôi đọc nè. Rồi. Năm tháng hạn chờ giờ đến Tết, chặn giao thừa nổ lết nổ la, pháo tung bay sát gãy muôn nhà, nhìn trời nọ thật là u tối. Ngày mùng một bước ra xin lỗi kế mùng ngay, bên nội là khởi trương, kế mùng ba nhiều cảnh đoạn trường, kế mùng bốn là chìm xuồng biển cả đó, rồi mừng ông bà con cháu chạy đi đó. Nghe thấy ghê không? Hết tham cái gì vậy? Đó, từ rằm cho đến tháng 3, tháng 3 năm Thìn nha, trong nhà không ngớt khóc la sùm, tháng 4 là quyết tháng 3 ông bà tiêu diệt drama hết rồi đó. Bởi vì nãy mình nói tới tháng 2 kết luận đó. Thì bây giờ bước vào năm Thìn nó quá rõ, nãy tôi đọc cho anh nghe quá rõ rồi. Thì đó cái năm Thìn xong toàn là ngay cái kết luận là năm Thìn không à anh ơi. Đây là cái kết luận rõ ràng rồi. Rồi động đất trước trước cái Thìn đó đó là mèo á, mèo kêu bá tánh lâu sau đó, Đây cái đánh nè. trần rồng rắn đó, rồng nào bắt đầu rồng rắn rồi đó, thành tị đó, đánh trần rồng rắn máu nào là y gian là thành tị cái bị mất quay đó, vô vô hết vô ngay cái mấy cái câu nó vô hết trơn là thành tỷ không. Thì bởi vậy năm nay là năm Quý Mão nè. Quý Mão hạn chót nghe con, Giáp Thìn là quan năm tới Giáp Thìn nè. Đó Là đó lúc con ơi muộn rồi, ta thời lộ đến đó thôi, tu thời hưởng phước không thời qua Rama. Quý Mão là bãi tha ma, vùi sâu cá, ác mà vùi người không tu. Nó có phải bãi tha ma không? Giặc giã chiến tranh động đất á, thì xuống cái 57.000 người đó. Anh thấy hả? đó đó chơi chơi đó còn gì, có rõ ràng hết trơn sự thật chứ đâu có sai đâu chuyện. Thì bây giờ đó Phật đã nói rồi, đây nè, để em nhắc lại cho cái đoạn mấy đoạn này cho anh nghe nè. Chúng sanh thế giới lần lượt bước, tử địa năm châu thay chất chồng, ta đây thượng đế truyền chiếu chỉ, ấn chỉ liền ngay đúng năm canh, thấy không? Ấn Đúng chỉ năm là thành luôn. Đây năm thành luôn rồi. Cái bị mất quay. Cái quần không đáy mà đố ai ở chuồng. Đó. là thành tỷ đó phải không? Thì cũng vô tôi nói anh là kết luận là thành tỷ chứ đâu có tới qua tỷ đâu. Nói rõ ràng vào năm Thìn với tỷ rồi còn gì nữa. Đúng rồi, rõ ràng thành tỷ à, không tỷ đường nào nữa, sai nha.
Không, hiện tại thì sao mà vậy? Thì mở hội từ năm Tý tới năm Sửu đó, hội Tý Sửu khai thiên tịch địa, hội là mở hội, Tý là Sửu, Tý là chuột, Sửu là châu, thiên là trời, địa là đất. Nó anh thấy chết thì khủng khiếp không? Còn cái chuột còn đây chưa thấy khổ đâu, chừng đứt đít con trâu phá cổng đó là 7 ngày đi chợ đừng lần đó, nhớ không? Đến ta ra đời vào năm Bính Tý, đến năm nay tái lại một lần đó. Con nói tái lại một lần rõ ràng hết trơn rồi còn gì nữa. Bây giờ năm Tý, Tý Sửu dần đã qua rồi, 3 năm tính tới không sai, hội niên lập lại thượng lai lại, vậy thì rõ ràng hết trơn rồi anh. Có rồi luôn rồi, có sự thật. Đây anh em mình chỉ nhắc cho trong mấy bài thơ của Phật thôi. Đó mình nói trong sách vở mà, có mà mình coi thuộc tới đâu mình nói tới đó thôi. Ông nói câu này nữa nè, ông nói thập bát quốc là 18 nước á, lập hội đầu sơn, thân thiên độn thổ mà nhờ ơn cửu trùng đó. Còn gì nữa? Đó. Thân thiên động thổ ra tới chừng đó là phải chân không? Ý là mới có dịch bệnh nè, rồi tới chiến tranh nè, sụp đất động đất á, rồi tới mà ngày cha định đoạt á, rồi sống nổi sao? Hả? Sống rồi, ông dừng lên nước ngập tới lỗ mũi sống đi. Ông như bảo đó, ông nói bảo rồi dự báo thời tiết bảo nói cũng đúng luôn đó. Rồi có không, đâu có ai làm được, ổng làm được thì giờ mình chạy không, mình chạy trốn luôn. Mình phải trốn luôn, chứ không chui trốn nhủi. Lúc nhà, lúc cửa là phải chịu chết. Nó ổng làm vậy đó, ổng làm bảo vậy đó. Thì bây giờ tới cái thời cơ đã đến thì giống vậy đó. Giống những cơn bão giống vậy luôn. Giống vậy luôn. Nó rõ ràng hết rồi còn gì nữa. Mà coi chừng ông làm hơn nữa anh ơi. Hơn cái bão nó nữa thì chết nữa. Mệt nữa. Từ đây. Bão mà bão, ông bão rồi cái qua cái mình cũng còn sống sót ha. Còn đỡ nghe. Còn ngày mà ông bão hoài, ông bão ngày với đêm luôn. Ông bão chừng 3 ngày thôi. Lúc của buổi tiêu hết rồi. Tiêu diệt hết. Dạ. Vậy đó. Nếu mà ông bảo chừng là 2-3 tiếng đồng hồ á, thấy không, thì không sao, 3-4 tiếng đồng hồ mình còn sống được. Mà ông bảo ngày, ông bảo đêm đó là rồi đi đứt hết trơn, sống sao được, sống bảo ban ngày tới ông bảo ban đêm đấy, làm sao mình cái đường nào mình sống nổi, lúc lỗ mũi hết, giờ cơm nước đâu ăn, giờ có mì có gạo cũng không ăn được đó, nên cũng chết hết rồi. Còn nhiều lắm anh ơi. Tiêu diệt hết. Cái đó là tiêu diệt là vậy đó. Còn nhiều lắm. Cái thời kỳ tới là vậy đó. Còn nhiều việc. Còn nhiều việc. Phải có thôi. Phải có tới thời kỳ đó thôi. Không chạy đường nào khỏi. Anh giảng nói đâu chạy anh ơi. Từ đây cho đến định quyền, biết bao tăng tốc với miền Á Đông. Sang giàu chi nữa mà mong, điểm tô cho lắm như công giả tràng. Từ hèn cho đến chỗ sang, biến thiên mấy chút mà tan quan hết rồi. Gán mà làm phước dân ôi, nhịn ăn nhịn mặt, đặng bồi thiện duyên. Anh hai ơi. Cho nên tới cái ngày mà thay đổi trái đất á, là phải khổ lắm, sự đổi thay hoàn cầu trái đất. Trong 10 phần hết 7 còn 3, nay đến ngày thiên định của cha, cả thế giới với khóc la đành tội đó. Dạ, đúng rồi. Cả thế giới luôn. Thì đó. Chứ đâu phải một nước nào đâu. Từ thầy đã nói rồi. Thầy ở trên vũ trụ này mà. Khắp thế giới, cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu.
bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, bấy nay lâu tận nay diệt nuôi lập dưỡng đời. chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại đó, thì ông nói cái câu đó là sao chạy khỏi được. À, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thương quân, diệt thiên cơ. À, đúng. Không tỏ hết trơn. À, cho chàng bây hạ giờ từ nơi diệu lý. Nơi cái lửa phát cháy bệnh á, phát nóng tùm lum bệnh á, bệnh đây không sao. Đã thầy nói rồi, hoàn cầu trái đất chuyển xây mà, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn, ngày nay đạo đức chẳng màng. Ngày sau dẫu có thì ngàn có mua, biển sông lặn lội hơn thua, tự sông tự thân tạo lấy mà mua cái sầu vậy đó anh. À, thì coi như là vô hết sân mấy cái câu đó không có, bây giờ là đang hành mấy câu đó. Và bầu trái đất sụp sôi là anh biết sụp sôi là nóng, nóng thì sụp sôi phải không? Đúng rồi đó. Nó nóng nóng hôm đó nay núi lửa bánh cháy rồi, bây giờ dân kìa, mới coi mình mới coi thời sự, dân bây giờ di tản luôn á, nhà nước của bệnh di tản dân đi chứ không coi bây giờ ở gần đó núi lửa phun lên, phun trào lên rồi sụp sôi lên chuyển đó, bầu trái đất sụp sôi lên chuyển mà. Ừ. Đang lên chuyển mà, bây giờ từ đây tới thành tị là lên chuyển vậy đó, đó ai chịu nổi không, có ai sống nổi không đó. Mình đây sướng hơn, khỏe, còn khỏe hơn mấy cái nước ở ngoài bây giờ đang di dời nè, nóng nảy quá, không dám ở đó, giờ phóng ba cái ấy là nó chăng lên đó, chịu gì nổi. Tới nhà, tới cửa luôn nữa. Tới thình là tới mình rồi đó anh à. Thì tới luôn. Đó, đây nè. Không tới cho được. Không tới cho được anh. Tôi đọc cho anh nghe nè. Anh nghe cho kỹ nè. Nha. Yeah. Hướng Châu Đốc đó là bãi chặn tỉnh An Giang, khiếp vía bay hồn đó. Lực trời thiên định bằng mông chiếu đó, thay chắc chồng không thiếu mặt nào. Khổ tới dữ lắm rồi anh ơi, cho nên đó, cái tỉnh An Giang mình nó khổ, khổ dữ lắm, khổ luôn. Sau khi này nè, có Phật lập đời tại tỉnh An Giang mình tới đâu. Ngọn cả dầu chống lỏng cửa trời, người hung có đến đổi về hiền lương. Đó là sập từ mặt dân á, ở chí chắc đau á. Từ mặt dân, từ mặt dân cửa cái cả dầu đó. Con của ai kỳ hãy đi đâu, có tờ giấy mới cho qua cửa, về đến đó Phật còn chọn lửa đó. Thiệt chân tu mới được đi vào đó. Thì nghe một cái khủng khiếp phải không? Đúng rồi, nghe là hết tham cái gì, hết tham sự nghiệp, chừng nghe làm là làm rồi. Làm rồi niệm Phật chứ hết tham cái gì anh ơi. Chừng nghe một tiếng âm thanh lạ, quê lạ, cảnh bình minh lạ, người lạ, giọng nói lạ, tiếng cười luôn. À đúng rồi, mặt mày ngơ ngáo như người cùng phu á. Đổi xong đổi nhà thờ luôn đó. Dạ. Đổi xong đổi bả, đổi nhà thờ, đổi hết tất cả. Cái gì đó, ổng cho mình sống là sống. Bây giờ mình không được, tôi nói với anh vậy đó, mà đừng có nói vậy là đã nay đến ngày thiên định của cha rồi, cả thế giới phải khóc la đền tội, đúng giờ định của Phật rồi. Đó, cho đúng. Nên nó bây giờ đúng đó rồi. Phải lập đời thượng quân thánh đức để chọn người hiền lành để sống đời thượng quân. Đó là tôi nói với anh á. Bắt đầu từ đầu năm thìn này, bắt đầu về Việt Nam ầm ầm tới luôn á. Đúng rồi. Ừ. Đó nói mùng 1 năm nay gõ thiệt tình mà hẹn cùng bá tánh dẫn đinh đinh, cố chí tấm lòng gìn đạo đức, mặt tình bá tánh chẳng thèm tin. Tôi nhắc ra đây không ai tin đâu. Tin dễ vậy anh ơi. Đó, mà tới mùng 1 đi rồi mới 30 mùng 1 đi rồi biết. À. Trời ơi, bây giờ mình nói có khi á hả, bà con anh em ta không hiểu nên người ta thấy. Rồi tối ngày không lo làm ăn, rồi tối ngày không lo. À, này kia lo là nói đời tới này kia không, người ta nói vậy mà, nhưng mình nói đây không phải nói đời tới gì hết, mà tới theo kinh giảng. À, kinh sách của thầy, của Phật, thầy của thánh nói lại cho mình nghe, mình nói
nói để cho những cái người nào mà ăn hiền ở lành thì có hung dữ hay là tính toán quá là thêm cái sự tội lỗi, nó thêm cái mất nhiều cái nghiệp thêm thôi. Chứ còn nói ra thì mình nói rằng cái vấn đề đạo đức đó, thì ăn hiền ở lành để mà lo tu hiền. Còn cái vấn đề mình nói ra nãy giờ như anh em mình nói về nhân văn chân thơ đó, của tiên, của thánh, của Phật để lại mình nói thôi, chứ mình cũng phải là nói bài tới, không phải vậy. Tôi nghĩ đó người ta sai quá. Đây là lời Phật viết. Lời Phật viết tôi xin nhắc lại. Ta phản ảnh. Ta không chịu, ông ta không thích nói vậy. Để chết lần một nha. Ta chết không ta không thích. Để chết lần một. À đó vậy. Nó nói đêm nay mới cũ, hiệp hai đàn, sinh nhật lễ này tại thế gian, mèo rồng cao thấp chơi cùng giỡn rồi. Đông hạ sinh sang khắp địa hoàng rồi còn gì nữa. Thì con mèo rồng mèo rồng là tất nhiên là tháng 2, tháng 3 đó. Mèo, mèo, con mèo nè, rồng là thành nè, đó, rồng là thành đó. Thì vô con rồng không á anh ơi, nằm gì con rồng không đó. Thì đầu năm thành có vui lắm rồi. Đó, vô con rồng hết trơn rồi. Bởi vì cái kết luận, cái câu kết luận kim cổ kỳ quan thành tỷ cái bị quốc ngoài là cái câu kết luận rồi. Ừ, thân bài nhưng phải có kết luận chứ. Ừ, kết luận thì ông Phật ông nói bên đây nó rõ hết trơn rồi còn gì nữa. Thì đó cái kết luận bây giờ anh nói, nãy giờ anh nói cũng kết luận vô cái năm thành. Nó nói ấn chỉ liền ngay. Còn cái kinh giảng cũng kết luận vô thành luôn. Ấn chỉ liền ngay đúng năm thành, có phải kết luận chưa? Đó, thấy không? Kết luận rồi đó. Giang là đó, anh Giang cũng như mình nói thành tỷ đó. Cái bị mất quay mà nhưng ông kéo qua tỷ là cuối thành là muốn mệt mỏi hết, thì má thở hết rồi. Cuối thành đó. Trời ơi, chết cũng hết rồi, còn đâu nữa? Bởi vậy. Màn ba khởi sự Trần Văn Hỡi nè, thảm họa từ đây đến năm thành, thiên long ơi hỡi mười phương xứ, náo nức tung bay khắp tới trần, nay ta ấn bút năm thành họa, nghe chữ họa chưa? Ừ. Nghe chữ họa chưa? Anh có nghe chữ họa không? Họa là khổ đó. Họa là họa. Họa là chết chóc khổ sở. Thì đó, thì bởi vì người ta đi đường á, ví dụ người ta đập bị tai nạn, bị họa này kia, ta nói họa đến rồi, họa đến không đó. Gọi là họa đen á. Mà nó không có gì đó, động đất chụp đất chết đi. Bên Nhật này bây giờ tùm lum hết rồi nè. Mà như cậu vậy nó không có. Đó, anh thấy chiến tranh không? Chỗ Ukraine đó. Chiến tranh nè. Ukraine với Nga đó. Nga đó. Nga sức đâu bên... Nga bây giờ Úc ầm ầm bên nè, đang ầm ầm nè, để thấy không? Thấy thực tế không? Nga, đó. Nga sức... Để nói không có. Đâu bên gây đại chiến không có gì đó, có không? Ừ. Có sự thật, còn gì nữa không có gì. Tại mình nói ngang, thành phần nói ngang, chứ bằng không coi kinh sách gì hết đó của thầy tổ, không coi sách vở của thầy tổ để lại gì chứ. Cứ nói ngang hoài, nói ngang rồi làm bướng là làm tội, làm bác, rồi không nhịn nhục, không đoàn kết, nói vậy đó. Không đoàn kết tương trợ lẫn nhau mới đúng là người đạo. Còn không nhịn nhục, không đoàn kết là không phải người đạo, nói ngang là không phải người đạo. Có thể chứ anh vậy? Dạ. Mà mình nếu con người mình chết thì cũng phải có cái linh hồn chứ. Ai xong khỏi linh hồn. Rồi tới đây. Linh hồn gì đâu. Anh ơi. Linh hồn gì đâu. Anh ơi. Dạ. Anh nghe tôi đọc nè. Đó, ý là mới có một tiếng sấm thôi, tới ba tiếng sấm nữa rồi sống sao nổi đây.
Bây giờ như thể chiêm bao, tam thinh thấy biển dàm nao gồng quỳnh. Nó tống qua tới Hồng Ngự Đồng Tháp bên. Rồi sống nổi không? Cho nên á, rồi sau khi này nè, phải diệt trước ba đêm nữa. Đó, âm thinh gao khóc thinh không ba đêm diệt, diệt trước. Mênh mông đi cứu người, núi tan đất sụp bới người, di sơn đảo hải mà thương người không tin nữa. Đúng, cho người không tin, đó. Thấy tội nghiệp cho cái người không tin. Đó, bây giờ mình vì thương gì thôi chứ không mình tin, làm gì. Mình phải tin là niệm Phật, niệm Chúa, mình phải tin đó. Mình niệm Phật, niệm Chúa, niệm mẹ duy trì là bên mẹ duy trì, cái mẫu. Mình phải tin bề trên thiên liên hết mới được. Tam giáo đạo phải tin hết, đạo nào cũng phải tin. Còn nói nghe không có gì hết, không tin gì hết, không có gì hết. Có gì chiến tranh làm ầm rồi tới... núi lửa bây giờ đang cháy hào hào ấy, có không, có sự thật không? Người ta không có ơi. Thì chết Nhật cái chết nó có không? Nó bên mấy người Nhật tôi động đất chết nữa có không? Có mà nó không có, không có ngoài chờ tới tới sao nữa. À, thấy thấy gì nữa vậy? Giờ còn lộ ra hết, rõ ràng hết rồi. Thời sự nói ào ào thời sự nè, thời sự mình coi thời sự nè. Ngày nào cũng coi, ngày có. Mới coi nãy nữa nè. Có rửa nữa nè. Đó. Mà nói nhiều ông nói nghe không có gì hết. Có gì hết. Anh ơi nghe tôi nói nè, tôi đọc mấy cái đoạn này cho anh ơi nghe nè. Đó, chừng nào cây sắt chỗ bông, đường đen như nhựa lạc hồng thi thi. Đó, bây giờ có trơn rồi. Chừng nào lúa mọc trên chì, vôi đi trên giấy đến đời đông chu, thì cũng có luôn rồi. Có luôn. À, quá. Ừ. Bây giờ coi có gì đâu. Đó. Cái đó là có qua luôn hết rồi. Dạ. Qua khỏi luôn. Qua rồi, qua hút hết trơn rồi. Hút hết rồi đó. À. Có hết rồi đó. Chừng nào áo mặc nửa lưng, còn chừng nào áo mặc nửa lưng, quần không có ống rồi bưng khuâng tới đời ơi, gõ có trơn ơi. Đó. Áo dạ. Mặc nửa lưng nè, có trơn nè. Dằm sáng lộ cặp, dằm sáng lộ cặp đầu tiên cũng có luôn rồi đó. Sông Đồng ba ngã khó yên dân tình, quỷ dương nào kể miễu đình, thánh thần náo động hình hình dặn tay. Dầu cho động đến mồng lai, hai năm phải chịu nào ai xuống trừ. Vậy đó, có trơn rồi. Rồi. Mà tới tam thinh này á, là bắt đầu ba tiếng tam thinh là thay đổi luôn rồi. Tam thinh thay đổi người vô số, tận thế đại điền đức cố tái lai rồi. À, tới... không phải xong tiền Mỹ Thịnh bắt cầu. Có rồi, bây giờ bắt cầu rồi đó anh. Ừ. Phải không? Núi cấm quá lầu lộ nghĩa gần đây. Rồi núi cấm quá lầu lộ nghĩa gần đây mà ví dụ cái chuyện núi cấm quá lầu thì như ông động đất hay núi như ông động một cái là quá lầu chứ gì. Ông động như bên Nhật á, mà ông bến gì giống vậy thì ông quá lầu ra. Rồi mới đại kỳ thiên lộ. Ừ. Đại kỳ thiên lộ. Đó, tới gần đó. À, núi cấm quá lầu lộ dễ gần đây là có đại kỳ thiên lộ. Đại kỳ là cái cục cờ nó bằng kia là các nước nó thấy một cái bất mê luôn. Nó ủa Việt Nam có đại kỳ thiên lộ quá lớn mà làm tới chân mây đó. Đại kỳ thiên lộ chừng ông về tới thì dựng niêu cấm cờ đó. Cái đại kỳ thiên lộ lên mọc lên là ngay núi cấm á. Đúng mà cái cờ đó là lưu ly á, đẹp một cái hả, các nước khoái luôn, là Phật ở Việt Nam mà có đại kỳ thiên lộ cờ của Phật mà. À, của Phật đưa lên tới trên mây đó, dòm nước nào cũng dòm thấy khoái sáng cửa luôn. Chỉ còn con kiếp, chỉ còn con kiếp này thôi anh ơi. Dạ. Tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình cứu vớt mẹ cha, tiền to một chiếc sắm ra tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi đó. Đúng rồi.
nhất thân hành đạo của quyền thân mà. À, nhất thân hành đạo của quyền thân là một người tu, là dớt cả dòng họ, tông chi dòng họ của quyền gánh giác hết luôn. Nhất thân hành đạo của quyền thân mà, được siêu thoát hết. Dạ. Vậy đó, bởi vì dân thân hiền ở lành là tu, rồi là khác, thì có nói khác, thì chi, thì phải cứ làm. Vâng. Cất nhà được nè, đi cất nhà từ thiện em cũng làm nè, rồi đi nấu cơm, hôm qua cất nhà từ thiện, bây giờ hết dột rồi, bây giờ quay qua đi nấu cơm ở trong cái bệnh viện thành phố Hồng Tử Chánh á, là cả trăm sức, một ngày xin xin cơm cả trăm sức, 200 sức nữa, mình lên mình phụ nấu nữa, rồi mình rửa củ cải, mình rửa gốc cải, mình rửa đồ đang nấu, đồ chay đó, rửa tàu, rửa lần phóng giả hay đúng gì đó. Rồi chừng nào làm chừng một buổi sáng cấp cơm xong có mình đi về nhà và làm việc nhà vậy đó anh. Yeah. À, cứ vậy đó, việc phải thầy có nói là biết việc chi, việc phải cứ làm, phải mà làm, mình cũng làm nhá, cùng làm thiện. Những người làm chân chánh là thầy nói các nghiệp từ thiện đó, thầy nói các nghiệp từ thiện cứ làm đó, vậy đó. Làm hết các việc từ thiện, tránh những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Dạ. À, anh đi dưới xuống Nam bên núi hả? Mở hổm đi qua núi á. Mười chiếc xe, mười xe Honda gì đó, cái theo một chiếc xe tải thay tách. Qua bển đem cơ máy rồi theo nữa, cái ngủ bển hết đêm. Ta nói kiến vàng anh đâu lên núi quá kiến vàng luôn, nó cắt. Anh đâu có dám mặc quần áo vô, anh phải mặc quần đùi. Lên cưa đó là anh cưa cây ba cây tam thảo núi á, ở thành núi á, núi dài dài á, vàng ngu thôi, kiếm cái vàng anh đu ở đây kiếm con không có nha, anh qua bên đó thôi, ổ dài hết trơn, lên cưa thuốc á, cưa cây thuốc á, cây tam thảo, cũng chân. Tao đổi nít đổi anh thấy ghê không? Thấy tội quá anh ơi. Bây giờ tôi thấy chảy nước mắt ông ơi, tôi chịu không nổi ơi, tôi coi hồi tôi mất khóc à. Thấy mấy đứa nít á, kỳ cục cái đó. Người ta chết nằm lớp 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 á, thấy ghê chưa, vì mà không tin đó. Thấy quá tội, thấy ba đứa nít là nó đen thùi, nó ở ngoài nắng mà nó đứng ngoài nắng mà đen thùi, mà nó cơm gạo không có mà ăn mình ở đây hả. Ăn mì, ăn gạo, chê này kia, chê chàng luôn, tội nghiệp. Mấy đứa nó không có mạng, thấy nó tội, mấy đứa nít nơi nước ngoài thấy tội nghiệp lắm, vì nó thiếu thốn nên ở trong rừng á, có khi nó ở trong rừng rồi đó không có gì mà ăn, thấy tội lắm. Tôi coi mấy cảnh đó tôi hồi tôi khóc luôn, mắt chảy nước mắt khóc.